ta sắp bắt đầu kỳ thi. Các học sinh phải lên lớp 5 giờ một ngày, học 11 môn bao gồm toán, tiếng Lào và lịch sử. Và N42 trừ 27 chia N trừ 3 bằng bao nhiêu? Chương trình học hiện tại còn rất nhiều, chính là họ đã rơi vào tình thế bất lợi sau khi gặp phải sự cố với tay đua chủ lực là Misabat. Và có rất là nhiều vận động viên đang ở vị trí cao trên bảng tổng sắp và bất lợi ở thành tích áo trắng khi kém các tay đua ở vị trí áo trắng của Domestos Đồng Tháp như là Nguyễn Quốc Bảo và Lê Hải Đăng đến hơn 3 phút. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng có thể thấy là Hà Kiều Tấn Đại cũng đang nỗ lực. Đầu tiên đó là Tuấn Kiệt của Kentos Đồng Tháp, Hương Thiện của Eradeco Vĩnh Long, Hà Kiều Tấn Đại của Bình Minh Bình. Hà Kiều Tấn Đại cũng là một tay đua có tốt. Vận động viên Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh MMA Market cũng đã cho thấy sự tiến bộ của mình trong thời gian vừa qua. Trong nhóm các vận động viên này thì